báo chí khu vực nói gì về chiến thắng của U22 Thái Lan? Báo chí khu vực liên tục đăng tải và ca ngợi chiến thắng của U22 Thái Lan trước Malaysia. Chiều ngày 6 tháng 5, U22 Thái Lan đã giành thắng lợi 2-0 trước U22 Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng B. Môn bóng đá Nam SEA Games 32, hai bàn thắng của Anan và Josakong giúp U22 Thái Lan có cùng điểm số U22 Việt Nam 6 điểm, hiệu số cộng 4. Ghi 5 bàn, thủng lưới 1 bàn để cùng dẫn đầu bảng sau 2 lượt trận. Kết quả này khiến cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp trở nên hấp dẫn khi U22 Malaysia buộc phải chơi quyết tử với U22 Việt Nam ở lượt trận thứ 3 nếu có cơ hội vào bán kết. Ngược lại, tuyển Việt Nam chỉ cần đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối là có vé vào bán kết sớm một vòng đấu mà không cần phải quan tâm tới kết quả của các cặp đấu còn lại. Sau trận đấu, truyền thông Malaysia tỏ ra bi quan về cơ hội đi tiếp của đội nhà. Trang Bebas News đăng tải bài viết về trận đấu và nhắc lại tuyên bố trước đó của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia, FAM, Datu Hamidin Amin. U22 Malaysia khiến Chủ tịch FAM phải quên đi chính những lời nói hùng hồn của mình. Sự thật là đội bóng của huấn luyện viên E. Delavarasan thua 0-2 trước U22 Thái Lan. Trong khi đó, Semuania Bola giật tít, U22 Thái Lan dạy cho U22 Malaysia cách chơi bóng thực sự. Theo Semuania Bola, U22 Thái Lan chơi sáng tạo và mạnh mẽ hơn so với U22 Malaysia để tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Truyền thông Thái Lan vui mừng sau khi thầy trò huấn luyện viên Isara Sritaro có thắng lợi thứ 2 ở SEA Games năm nay. U22 Thái Lan đánh bại Malaysia với 2 bàn thắng ở cuối trận, giành điểm số ngang bằng U22 Việt Nam, Siam Sport viết. Truyền thông Indonesia cũng ấn tượng về chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Isara Sritaro. Bola viết, đè bẹp U22 Malaysia, U22 Thái Lan tràn đầy hy vọng vào bán kết. Trong khi đó, Tribune News nhận định voi chiến tấn công hiệu quả hơn so với U22 Malaysia. Sau 2 thắng lợi trước Lào và Singapore, U22 Việt Nam được nghỉ ngơi tận 5 ngày mới phải thi đấu tiếp. Màn so tài sắp tới với U22 Malaysia vào ngày 8 tháng 5 sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucer. Với cục diện hiện tại, U22 Việt Nam cần không thua U22 Malaysia để nắm trong tay quyền tự quyết. Ở lượt trận cuối cùng bảng B SEA Games 32, đoàn quân áo đỏ sẽ chạm trán U22 Thái Lan. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B SEA Games 32 sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 8 tháng 5.